đã cùng 87 tổ chức quốc tế ký một bức thư ngọ để yêu cầu Facebook thay đổi chính sách gỡ bài viết xóa tài khoản của người dùng. Cụ thể, họ yêu cầu kết hợp các nguyên tắc Santa Clara về tính minh bạch và trách nhiệm trong quyển duyệt nội dung, ra đời vào đầu năm 2018 vào chính sách kiểm duyệt của Facebook. Ngoài ra, bức thư cũng yêu cầu Facebook giải thích rõ cho người dùng tại sao bài của họ bị xóa giúp người dùng khiếu nại một cách dễ dàng, công bằng hơn, và công bố các số liệu về lượng bài đăng bị kiểm duyệt trên Facebook. Cùng với Việt Tân, đám đệ tử là Đoan Trang hay nhóm Hay Chen của Voice thì mở khóa huấn luyện, dịch tài liệu hướng dẫn của chuyên gia Tây Phương hay chia sẻ kỹ năng đối phó với công an để được tự do ngôn luận trên mạng Internet mà không bị pháp luật sờ gáy. Thực chất là hướng dẫn đồng bọn ứng phó với luật an ninh mạng sắp có hiệu lực. Khi phản đối luật an ninh mạng, giới chống cộng có hành tung thực khó lường. Khi hiệu lực chưa được thông qua, thì họ hô hào biểu tình phản đối, ký tên, gửi gắt là biểu quốc hội vận động không thông qua. Vận động chính trị gia dân biểu nước ngoài can thiệp, dọa người dân rằng luật này sẽ khiến Facebook rời Việt Nam, làm Việt Nam bị thiệt hại nặng nề về kinh tế, công nghệ và bị đô hộ bởi các mạng xã hội Trung Quốc. Khi dự luật an ninh mạng được thông qua, họ vận động gây áp lực hy vọng chủ tịch nước không thông qua, thực hiện chiến dịch khủng bố các vị đại biểu quốc hội đã tham gia biểu quyết. Vận động đồng bọn tẩy chay Facebook, chuyển sang mạng xã hội khác để trốn tránh bị kiểm duyệt. Vậy mà nay khi luật sắp có hiệu lực thi hành, biết không thể nào ngăn cản được, thì họ quay sang một mặt đòi Facebook thay đổi chính sách kiểm duyệt theo hướng ngừng hợp tác với luật an ninh mạng của Việt Nam. Mặt khác tập trung bồi dưỡng dân mạng cách thức đối phó, trốn tránh pháp luật xử lý, báo chí chống cộng, hư hư thực thực, không nghe nhiều chiều, không tự kiểm chứng thông tin, thì thật khó biết thật biết giả. Sóng truyền thông số 3